tượng tần Juventus mâu thuẫn về Allegri. Theo báo Italy Corriere della Sera, phó chủ tịch Juventus Pavel Nedved đề xuất sa thải huấn luyện viên Marc Allegri, nhưng chủ tịch Andrea Agnelli không đồng tình. Agnelli, Nedved cùng giám đốc thể thao Federico Cherubini và CEO Maurizio Arrivabene họp tại đại bản doanh của Juventus ngày 16 tháng 9. Ở cuộc họp này, Nedved đưa ra phương án sa thải Allegri, nhưng Agnelli lập tức bác bỏ. Trước đó một ngày, chủ tịch Juventus cũng đã nói chuyện với Allegri qua điện thoại để trấn an huấn luyện viên người Italy. Agnelli cũng nhấn mạnh rằng câu lạc bộ sẽ đoàn kết và tiếp tục làm việc để cải thiện như một tập thể thay vì chia bè phái.